Từ lâu, người dân Quảng Nam khi sử dụng các món ăn truyền thống như bánh in, bánh tổ thì thường sử dụng đến đường bát đến một sản phẩm làm nên những món. Kết đăng Lai đã ghi lại hình ảnh, quá trình sản xuất đường bát độc đáo này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, lò đường được thiết kế âm vào lòng, đất nhằm tận dụng hết nhiệt độ tại lò. Trên lò bắc hai chảo lớn bằng gang, mỗi chảo khoảng hơn 100 lít nước phụ nữ. Được phân công chặt ngọn mía, dọn lá mía, còn đàn ông đón mía và bó thành từng bó chuyển về lò. Khi lượng mía đón xong đủ để làm đường, có từ 3 đến 4 phụ nữ ngồi đưa mía vào, cho những người đàn ông ép để lấy nước mía. Khi lượng mía đủ cho hai chảo, việc nấu đường mới bắt đầu. Đây được coi khâu quan trọng nhất, đòi hỏi người thợ nấu đường phải có trình độ nhất định để biết lúc nào cần phải đổ nước đường ra, bát để bát đường đạt chất lượng, lau từng giọt mồ hôi dưới cái nắng nóng trong lò nấu đường. Ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho hay, gia đình ông đã có truyền thống làm nghề nấu đường bát. Đến đời ông là thế hệ thứ 3 trong gia đình giữ gìn nghề làm truyền thống này. Cơ sở của tôi có 4 thợ, công việc làm quanh năm này, họ làm việc theo dây chuyền, như pha nguyên liệu, nấu đường thô, khuấy đường, đổ vào bát, ấn dấu bằng búa gỗ, niềng khung và lấy đường ra khỏi bát. Thu nhập mỗi người thợ hơn 300.000 đồng mỗi ngày. Người thợ làm đường đòi hỏi phải am, hiểu công thức pha trộn đường thô khi đun nấu. Công đoạn khuấy đường cũng phải cẩn thận, vì đường rất đặc và nóng, dễ gây bỏng ứ. Để bát đường đạt chất lượng, màu sắc đẹp và đặc biệt khâu chọn mía cũng quan trọng. Cây mía đủ độ già, chưa trổ bông. Ông Nhân chia sẻ, theo ông Nhân, mỗi năm, gia đình ông cung cấp ra thị trường hàng nghìn cặp đường bát. Mỗi cặp đường có giá, bán dao động từ 45 đến 55 nghìn đồng ở thị trường tiêu. Thụ đường bát chủ yếu ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Nhiều người dân làm đường bát ở huyện Quế Sơn cho hay, đường bát là sản phẩm được nhiều bà con ưa chuộng dùng để làm các món ăn truyền thống ở địa phương như xôi ngọt, chè đậu, xoa xoa hoặc bánh tủ, bánh nủ. Ngoài ra, cứ mỗi lần dỗ chạp hay dịp lễ Tết, đường bát lại góp phần làm cho các loại bánh cổ truyền thơm ngon. Hiện nay ở Quảng Nam, nếu mọi người có dịp về vùng quê huyện Quế Sơn thì vẫn còn nhiều xã trồng mía, ép đường và hình ảnh đường bát vẫn được bày bán ở các chợ như một sản phẩm gắn liền cuộc sống vùng quê nông thôn. Xứ Quảng, ông Nguyễn Phúc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn cho biết, nghề làm đường bát hiện nay chỉ rải rác ở một số xã trên địa bàn huyện. Thời gian tới, chính quyền đang có kế hoạch giữ gìn và phát huy các làng nghề ở địa phương và kết hợp gắn phát triển du lịch cộng đồng. Hình ảnh đến trừ là mọi người nghe cái tiếng của chị Google giới thiệu về đường bát ở Quảng Nam rồi đúng không? Thì bây giờ tiếp tục là Lợi sẽ là người review tiếp theo, là giọng đúng là chắc Quảng Nam luôn nghe mọi người. Đây là cái máy nổ này. Cái máy nổ này nó có công dụng là tổ động cơ, sức kéo, kéo cho cái máy ép mía bên kia nó hoạt động để ép mía nha mọi người. Một cái bánh tráng như thế này là 5.000 đồng một cái nha mọi người. Là 6 lần 5 là 30k. Mua để nhúng bánh tráng đường nha mọi người. Đây là nhúng như thế này này đó. Sau khi mua bánh tráng xong là đem qua lò đường, cái chỗ nấu đường này nè là nhúng đường nâu mọi người thấy chưa? Đó, đây là chỗ lò đường đón nhúng đó nghe mọi người. Bỏ bánh tráng vô cái chỗ đường và nhúng cho đường dính lên. Một cái bánh như vậy thì hình như là mười mấy ngàn một cái đó, cũng không nhớ lắm. Mà cái đường này nó rất là thơm nha mọi người. Đây mọi người đứng thấy không? Mình quay gần lại nè. Rất là thơm và không có chất bảo quản nha mọi người, cho nên là ăn rất là tốt. Chứ còn nhiều những loại đường mà trên thị trường nó có hóa học thì không có tốt rồi. Còn đường này là đường mía, chưa qua bảo quản gì hết. Rất là ngon và an toàn cho mọi người dùng nha. Đặc biệt là như chị Google lúc nãy nói là bánh in, bánh ít, bánh tổ, bánh nổ, rồi các cái món ăn truyền thống ngày Tết á, là đều là sử dụng cái đường này để nấu. Rất là vệ sinh an toàn thực phẩm đó mọi người. Thì đây, một cái lò đường thì nó sẽ có nhiều chảo, 3 đến 4 chảo như vậy. Đây là chú thợ nấu đường nha mọi người. Thì chú này có cái nhiệm vụ là đứng đây canh đường cho nó chín tới để mà vớt. Thì cái chỗ mà chú đang cầm đó là một cái chỗ để múc đường, múc nước đường qua từ chảo số 1, múc qua chảo số 2, chảo số 3, chảo số 4. Thì chú còn có một cái vợt nữa, thì canh khi nào mà cái bọt đường nó sôi lên á, nó đọng lại thì chú sẽ vớt những cái bọt đường đó bỏ ra ngoài để cho nó lấy những cái tinh khiết nhất. Vớt qua những cái chảo tiếp theo. Đấy, thì đây là mọi người thấy chưa,
đó là cái chỗ đầu tiên đây, rồi tiếp tục chỗ này, rồi chỗ thứ hai đây, và tiếp tục chỗ thứ ba. À, cứ tiếp tục như vậy thì đến khi mà đến chỗ thứ tư là bắt đầu là đường đã chín rồi đấy mọi người. Mọi người thấy chưa, 1, 2, 3, 4 đến là chỗ thứ năm là bắt đầu. Chỗ thứ năm là chỗ chín và chỗ thứ sáu, hai chỗ này là hai chỗ có thể là đường đã được dùng được rồi đó mọi người thấy chưa. Thì một số anh chị đã mua bánh tráng đem lên đến lò và chờ đợi cho các anh thợ này canh mà đường nó chín tới là nhúng á mọi người. Còn đây là cái công đoạn mà sau khi mà đường chín sẽ đem rót ra, thì cái đây là cái công đoạn thứ ba thứ tư gì đây, tại vì cái công đoạn đầu tiên thì mình cũng chưa có dịp để quay cho mọi người coi được nhá. Trên kênh mình cũng còn một vài video có quay cái cảnh rót đường nha mọi người. Mọi người có thể xem lại các video phía dưới nha. Đây là đường này, là cái công đoạn này là công đoạn cuối cùng rồi đó mọi người nha. Đây là be đường, người ta gọi là be đường, be cho nó nở hoa cái bánh đường đó mọi người. Cái chén này là chén nhôm nha mọi người. Người ta họ bỏ một ít da, họ bôi một ít dầu phụng lên trên đó, xong rồi họ rót đường ra, thì đến khi mà thành phẩm xong rồi là nó sẽ không bị dính đó mọi người. Còn đây là cái chảo đánh đường nha mọi người. À, khi mà rót đường xuống là qua cái chỗ này là đánh đường cho nó keo lại, sao nó dẻo đường đó mọi người. Sau đó rót vào chén nha mọi người. À, thật sự mà nói thì cái nghề này thì rất là cực nha mọi người. Những ai mà đánh đường á, là phải có sức khỏe là một này, và dẻo dai là hai này. Chứ còn cái đánh đường này là mọi người đánh rất là mỏi tay nha mọi người. Ngó như vậy chứ không phải là đơn giản đâu. Mọi người ngó thì tự 20-30 vòng thôi là nghe mỏi hai cái tay rồi liền luôn á, mà rớt luôn ấy. Đó, phía sau lưng của chú kia là mấy cô là đem bánh đường đến để mà nhúng đó mọi người thấy chưa. Cái đường này là nó có cái đặc biệt là đường kem. Đường này đánh ra thành đường kem, tức là chú này tung đường lên trên này này và đánh cho thật nhiều vòng vào thì nó sẽ bọt, là nó keo lại thành một cái màu kem đó mọi người, nhìn rất là thơm và nó béo. À, và đặc biệt là nó thơm mùi đường kem, nghĩa là nó thơm mùi kem đó mọi người. Và nhìn cái chất đường nó bọt như vậy rất là ngon. Thì chú cũng nói là chú đánh đường cái này rất là mỏi tay, không ai thích đánh là đánh được đâu, nói chung là cũng khó đánh lắm. Thì qua tìm hiểu thì chú nói là như vậy. Mọi người, đây là cái khung cảnh toàn bộ này, xung quanh mọi người thấy chưa, thì rất là đông nha mọi người. Cứ đến giờ nấu đường chuẩn bị vân đường xuống là mọi người tập trung đông đúc để mà chờ. Đây là một số cái lon mọi người được múc đường vào rồi, gọi là đường non. Thì trong đường này là có bỏ đậu phộng, đậu lạc á mọi người. Đó, thì để cho nó keo lại thì mọi người đem về ăn nha mọi người. Đường này nó rất là thơm và nó giống như kiểu như mà đường nấu vừa chín tới, gọi là đường non á mọi người. Nó chưa keo đường ấy, là múc vào đổ vào đó nha mọi người. À, lát nữa là mình sẽ quay tiếp cái phân đoạn nhúng bánh tráng đường lần nữa cho mọi người xem nha. Đây chú này làm cũng hình như là hoàn thiện 90% rồi đây. Chuẩn bị chờ cho nó khô đường là lấy tách ra thôi, tách đường ra. Còn đây là bánh tráng đường này mọi người, nhúng xong rồi này. Nãy giờ đông quá trời luôn, lắng nhau mà chen nhau mà nhúng. Mình quay cận cảnh một chút cho mọi người thấy nha. Đây này, đường này thấy không, rất là ngon nha mọi người. Thơm, đứng ở gần mà nghe thơm, rất là thơm luôn. Đây là cái đường non còn sót lại này mọi người. À, để trên cái mâm á mọi người, cho nó chảy xuống mọi người. Đa số là các anh chị ở nơi xa đem bánh tráng tới để mà nhúng. À, nói thiệt với mọi người chứ mình cũng là dân gốc mía nha mọi người.
Ngày xưa lúc còn nhỏ mình cũng là lùm mía, cho nên mình pha phụ bo mẹ mình á, mình cũng lan xóa kinh lắm. Nói chung là lùm xong số ghê lắm mọi người nghe. Nhưng mà bây giờ nhờ mình ông nội bà nội mình cũng đã bón cái chai mía nó rồi, cho nên mình không còn lùm nữa. Thôi nó lại nghĩ là ngày xưa mình lùm nghe mình nhận luôn mắt. Nói chung là trời mưa mà vóc mía đi qua một cánh đồng rồi bỏ lên xe đem về chở, ngày xưa là cái công cụ di chuyển vận chuyển đường nó cũng tệ, và cái lò đường nó cũng xo, rồi mía cũng xo, cái gì nó cũng xo hết. Nói chung là phương tiện đi lẹ và đường xó nó cũng tệ nữa, cho nên là lùm rất là cực. Còn bây giờ thì phương tiện và mọi thứ nó đã tốt hơn ngày xưa rất là nhiều rồi mọi người ơi. Người ta kêu là có thật mới vật được độ, đúng không? Thiệt, ăn cơm mà nó no chút thì mới đánh được cái này, chứ còn nếu như đó là đánh không được mọi người nghe. Nó rồi chứ đánh chạp cả mũa ta đói bụng liền á, thiệt. Mọi người thấy không? Đánh sang trời giống như rót qua bên kia rồi đó. Ây, thấy không? Tí nữa còn cái còn lẹ là cái bạn còn lẹ là cái chỗ kia đó, là sẽ rót cái bạn cuối cùng. Đó là cái trà này, trà đánh mía đó, đánh đường đó mọi người. Đây là cái chén nhôm. Thì mấy chú là bôi cái vào phòng thật luôn nghe, vào phòng toa đó mọi người nghe. Xong rồi bôi lên cái chén nhôm đó, rồi để rót đường cho nó không mới dính đó mọi người. Rồi sau khi đường nó khô, nó cứng lẹ rồi, lúc đó mình mới thấu đường rồi cho nó dễ đó mọi người. Đây là cái đường còn lại này, là gọi là đường mút á, người ta gọi là đường mút, tức là cái những cái nồ mà nó chưa được đẹp á, là bù vô để cho nó đẹp cái bánh đường đó mọi người. Đó, đem bù vô những cái lỗ như này này, và những cái bánh đường nào nó chưa can chưa đẹp phải bấm bôi lên, đổ lên cho nó đẹp, nó đều đó mọi người. Đó, sửa cho nó đều, nó đẹp, nó can bánh đường cho nó đẹp đó mọi người, nó cân đối lẹ đó. Nó vậy chứ cũng không phải là dễ lồm mọi người đâu mọi người nghe, phải biết lồm mọi người nghe, phải biết sửa chứ không phải là lồm đẻ được đâu. Ngày xưa mình cũng lồm nên một thời mình cũng khéo ta lắm, nhưng mà lâu quá rồi giờ không biết lồm nữa. Mọi người thấy video mình hay, đừng quên bấm like, chia sẻ và để lại bình luận góp ý cho mình nha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Rất mong được mọi người đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ kênh YouTube của mình là Tấn Lợi Cuộc Sống Ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo ạ.